Xin chào các bạn. Hiện giờ thì tôi đang cầm lái chiếc Toyota Wigo. Ở đây là chiếc hatchback cỡ A sẽ cạnh tranh cùng với cả Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Và theo tôi thì có lẽ chiếc xe này nó sẽ phù hợp với những người chạy kinh doanh, chạy xe dịch vụ, nhất là chạy Grab trong đô thị. Đó cũng là lý do vì sao hôm nay tôi chọn cái phiên bản số sàn để mà đem đến những cái trải nghiệm lái ban đầu dành cho các bạn. Ngay khi vừa bước vào xe khởi động và vào số 1 thì tôi có cảm nhận rằng cái chân côn của chiếc xe nó hơi nặng so với một chiếc xe nhỏ. Cái lực đàn hồi, lực phản lại của chân côn nó khá là mạnh, sẽ hơi mất thời gian làm quen một chút và nó sẽ hơi giật, hơi khựng. Sở dĩ vì sao tôi lại nhắc đến cái vấn đề này, tại vì khi mà chạy xe trong đô thị là chủ yếu, thì một cái chân côn nó nhẹ nhàng hơn, nó cái lực phản hồi nó êm ái hơn, tôi nghĩ rằng sẽ đem lại cái sự thoải mái cho người lái tốt hơn. Tôi đã lái thử cái chiếc Avanza số sàn, nhận thấy rằng cái chân côn của chiếc xe đó có độ nặng nó hoàn toàn hợp lý, khá là nhẹ. Nhưng mà không hiểu sao là chiếc Wigo này, một chiếc xe đô thị hạng A mà lại có chân côn lại nặng hơn cả Avanza. Tuy nhiên là khi chúng ta đã bắt đầu quen một chút rồi thì tôi nghĩ rằng cái việc làm chủ của chân côn của Toyota Wigo không có vấn đề gì. Tôi trước khi mà lái thử cái phiên bản số sàn này thì đã ngồi cái phiên bản số tự động. Thì tôi nhận thấy một điều là bởi vì cái ghế lái của Toyota Wigo nó không điều chỉnh ở độ cao, nên là tư thế lái của tài xế khi mà ngồi trên Wigo nó khá là cao và đem lại cái tầm quan sát tốt. Tuy nhiên điểm yếu của cái việc đó chính là cái cần số ở phiên bản số tự động nhá. Nó sẽ hơi bị nó hơi bị với quá so với tư thế ngồi lái của tôi, và tôi phải căng tay một chút thì mới với đến vị trí cần số P. Tuy nhiên ở phiên bản số sàn thì cái cần số được bố trí ở vị trí khá là hợp lý. Tôi hoàn toàn làm chủ được tất cả các vị trí số, kể cả số 5 là cái số xa nhất của chiếc xe. Cũng giống như Hyundai i10 1.2 và Kia Morning thì động cơ của Toyota Wigo có công suất là 1.2 lít, và dung tích xi lanh chứ là 1.2 lít, và công suất đâu đó khoảng là 86 mã lực và mô men xoắn là 102 Nm. Những thông số này thì nó rất là tương đồng với những người đối thủ thôi. Tuy nhiên có một điểm tôi cho rằng là Toyota vượt trội hơn so với Grand i10, đó là ở cái tầm giá 350 triệu thì Wigo số sàn cũng có động cơ 1.2. Trong khi đó thì Grand i10 ở mức giá khoảng 350 triệu các bạn chỉ mua được phiên bản 1.0 mà thôi. Và tôi đã so sánh thông số của hai chiếc xe này thì Grand i10 mặc dù có máy là 1.0, công suất đâu đó khoảng 66 mã lực, nhưng mà cái thông số tiêu thụ nhiên liệu của Grand i10 nó lại còn cao hơn cả Wigo 1.2. Tại vì sao một chiếc xe có động cơ yếu hơn mà tiêu thụ nhiên liệu lại nhiều hơn? Thì tôi cho rằng đây nó liên quan đến cái việc lựa chọn một cái động cơ nó hợp lý với kích thước và trọng lượng của chiếc xe. Một động cơ 1.0 66 mã lực như trên Grand i10 nó có thể nó sẽ hơi yếu quá, mặc dù là chiếc xe chỉ có trọng lượng chưa đến 1 tấn. Và với cái động cơ 1.2 của Toyota Wigo thì tôi cho rằng nó sẽ làm việc hiệu quả hơn, và từ đó dẫn đến việc là tiết kiệm nhiên liệu hơn so với Grand i10 1.0, như là thông số đã hiện rõ trong cái bảng thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đưa ra. Hiện nay tôi nhìn vào cái bảng đồng hồ LCD của chiếc xe này thì xe đã chạy được 5.500 cây rồi, và cái thông số tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho cả quãng đường 5.500 cây đó
tôi thấy ở đây là khoảng 7 lít rưỡi cho 100 km. Theo như thông số thì Wigo có bán vính có vòng quay tối thiểu là 4,7 m. Trong khi đó các đối thủ là Kia Morning và Venue 10 thì thông số đó là 4,9 m. Như vậy là Toyota có lợi thế về sự linh hoạt. Và bây giờ tôi sẽ thử quay đầu ở cái vị trí này, xem chiếc xe có cần một đỏ hay không. Chiếc xe rất là linh hoạt và rất là phù hợp khi mà đi trên trong đường đô thị và cần luồn lách. Hiện giờ tôi đang đi tốc độ khoảng 70 km/h. Thì cái vòng tua máy mà chiếc xe thông báo ở đây là 2.500 vòng trên phút. Mà đây mới là chỉ số 4 thôi. Giờ tôi thử tăng tốc lên 80 km/h, xem là vòng tua nó sẽ là bao nhiêu. Lên số 5. Vẫn 2.500. 2.500 vòng trên phút ở tốc độ 80 km/h. Thú thật rằng nếu mà phải chia sẻ với các bạn về khả năng cách âm của Toyota Wigo thì tôi chưa thấy một mẫu xe hạng A nào mà sở hữu cái khả năng cách âm tốt cả. Cái tiếng từ mặt đường, tiếng động cơ lọt vào khá là rõ, trừ khi các bạn bật âm thanh hệ thống giải trí của chiếc xe lên. Tuy nhiên rằng tôi cho rằng với một cái chiếc xe mà sinh ra để phục vụ cái nhu cầu rất rất là cơ bản của những gia đình có thu nhập thấp hoặc là mua xe để chạy kinh doanh, thì việc có một chiếc bốn bánh che mưa che nắng, rồi là sở hữu một cái động cơ bền bỉ dùng để kiếm tiền, thì tôi cho rằng là cái khả năng cái âm nó chưa có là quan trọng, mà thay vào đó những yếu tố cần phải xem xét đến đó là chi phí sử dụng thấp, khả năng tiêu thụ nhiên liệu. Các bạn có thể thấy là cái phần tựa đầu của Toyota Wigo nó giống như là Venue 10, tức là nó liền vào cái phần thân lưng ghế này, chứ không thể, chúng ta không thể điều chỉnh cái độ cao của cái tựa đầu. Nên là nếu mà tôi với chiều cao khoảng 1m7 và ngồi như thế này thì cái tựa đầu nó chạm ngay vào cái phần ngay trên gáy của tôi, nó không được thoải mái cho lắm. Giá mà cái tựa đầu nó cao hơn một chút chẳng hạn với tôi thì nó sẽ hợp lý hơn, nó sẽ đem đến cho tôi cái sự thoải mái hơn. Sau một cái khoảng thời gian lái xe chỉ khoảng 15-20 phút thôi thì cái chân côn, chân trái của tôi đã quen với cảm giác côn rồi. Và lên số đã mượt mà hẳn. Tuy nhiên là nếu các bạn mới lên xe lần đầu thì cái cảm giác giật tôi nghĩ là nó khó có thể tránh khỏi trên chiếc xe này. Giá mà chân côn nó êm hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút như Avanza thì tốt hơn. Và đó cũng là những cái trải nghiệm ban đầu của chúng tôi về Toyota Wigo. Chúng tôi sẽ cố gắng có được một cái buổi trải nghiệm lâu hơn, cả phiên bản số sàn và phiên bản số tự động nữa. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xem cái video chi tiết nội thất mà chúng tôi đã thực hiện đối với chiếc Toyota Wigo. Tôi sẽ đặt nó ngay ở phía bên trên này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và xin hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.